Thưa quý vị, tại các xã vùng cao có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thì công an xã chính quy ngoài việc cùng ăn, cùng ở, cùng làm thì họ còn cùng nói tiếng đồng bào. Tại huyện Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị, nơi có trên 90% đồng bào Bru Vân Kiều sinh sống, thì các cán bộ chiến sĩ đã kiên trì học tiếng đồng bào để gắn kết hơn với bà con và nhờ đó quá trình công tác hiệu quả hơn. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi câu chuyện của Chuyện Bắc Trung Nam ngày hôm nay. Đó, bà con đó, tập hợp đó, tuyên truyền đó. Kumonai mai mala chukumo. Kumonai mala chukumo. Chưa được. Kumonai mai mala mala chukumo. Rồi đó, là anh bao nhiêu tuổi? Với cái trách nhiệm là cần phải về để công tác tại địa bàn thì chúng tôi xác định phải đi học. Khi đi học thì thấy rất là khó. Về thì cũng qua cái trao đổi giao tiếp với những người quen để học thêm. Anh em mà rảnh rỗi thì tụ họp với nhau lại với nhau và ngồi trao đổi lại. Ai Tuấn? Nay làm nào? Nay là Vũ Sơn Tùng. Đây là ai ạ? Đây là ai? Đây là nào? Tôi thấy được học tiếng về tiếng của người Bru Vân Kiều thì có nhiều cái khó. Mình muốn nói giống họ nhưng mà cảm giác lưỡi nó khó uốn theo. Đôi lúc mình phải còn kẹo dài hay là kẹo ngắn cũng khó. Kỵ nọ mươi. Kỵ nọ mươi. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cơ bản có thể nghe, hiểu được bà con tại cơ sở. Và chúng tôi cũng có thể nói được 70% tiếng của Bru Vân Kiều. Để từ đó mình giải thích, thuyết phục, tuyên truyền, vận động, giải quyết được cái công tác tại cơ sở. Tôi mời thời gian này. Ba anh. Và anh. Bên đây con không được. Thời gian này bố học sao tôi?